Tỷ phú kim cương Johnny Đặng giàu cỡ nào khiến Khoa Phuc đu phên? Tỷ phú kim cương Johnny Đặng giàu cỡ nào mà khiến Khoa Phuc mang tiếng đu phên? Tỷ phú kim cương Johnny Đặng giàu cỡ nào mà khiến Khoa Phuc mang tiếng đu phên? Ở nước Mỹ xa xôi nhưng khối tài sản của Johnny Đặng vẫn khiến dân mạng Việt tò mò. Johnny Đặng là một trong những nhân vật được tìm kiếm nhất nhì trên mạng vài ngày gần đây, sau nghi vấn nghỉ chơi với Khoa Phuc. Hiện tại, hai nhân vật chính vẫn chưa có bất cứ chia sẻ nào về vụ ồn ào nhưng khắp nơi đã râm ran vô số lời đồn. Một trong số đó là những ý kiến cho rằng hot YouTube đu phêmes sự giàu có của ông Hoàng Kim Cương. Chưa rõ nội tình ra sao. Cặp bạn thân có thực sự nghỉ chơi hay ai đu phêmes ai, nhưng có một thông tin được dân tình rỉ tai nhau từ nước Mỹ về đến Việt Nam là độ giàu có của Johnny Đặng. Đại gia sinh năm 1974 này được xem là một trong số những người Mỹ gốc Việt thành công hàng đầu, bất chấp xuất thân nghèo khó. Theo thống kê từ Celebrity Network, trang web chuyên đưa ra báo cáo ước tính tổng tài sản của người nổi tiếng, Johnny Đặng hiện đang có khối tài khoản ròng rơi vào khoảng 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 453 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này được dự đoán không dừng lại ở đó, bởi chưa kể đến bất động sản của Johnny Đặng. Có thời điểm, tổng khối tài sản của ông Hoàng Kim Cương còn được cho là đạt đến mức tỷ phú. Hiếm khi chia sẻ thông tin về nhà cửa, xe cộ lên mạng xã hội, nhưng cơ ngơi của đại gia gốc Việt đã được hé lộ trong một clip của Khoa Phuc. Dù clip đã không còn trên YouTube nhưng netizen cũng kịp nắm bắt nhiều thông tin đáng chú ý. Trong clip của Khoa Phuc chỉ có khu để xe, khu bể bơi nhà Johnny Đặng được lên sóng, nhưng đủ để chứng minh cuộc sống xa hoa của ông trùm kim hoàng bậc nhất nước Mỹ. Chẳng hạn như dàn siêu xe của Johnny Đặng gồm toàn những cái tên khiến dân tình trầm trồ như Rolls Royce, Ghost, Lamborghini đến Bentley. Dẫu vậy, ông vua Kim Hoàng vẫn khẳng định mình không có sở thích siêu xe, chỉ là được bạn bè giới thiệu cái này đẹp, cái này tốt nên mua. Riêng chiếc xe Lamborghini vàng V12 của Johnny Đặng thuộc 600 chiếc giới hạn trên toàn thế giới, giá bán ở Mỹ là hơn 400.000 USD, hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu ở Việt Nam, giá chiếc xe này sẽ cao gấp nhiều lần. Riêng chiếc xe Lamborghini vàng V12 của Johnny Đặng thuộc 600 chiếc giới hạn trên toàn thế giới. Giá bán ở Mỹ là hơn 400.000 đô la Mỹ, hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu ở Việt Nam, giá chiếc xe này sẽ cao gấp nhiều lần. Bình thường Johnny Đặng ăn mặc rất đơn giản, không hàng hiệu cầu kỳ, nhưng những món phụ kiện mà đại gia gốc Việt này dùng đều là hàng Full Diamond. Giá trị của chúng lớn cỡ nào thì không phải nói nhiều. Trong clip Khoa Phuc và Johnny Đặng hội ngộ tại New York, Mỹ, cả hai đã không ngại bóc giá set đồ kim cương mà ông Hoàng Kim Cương mang theo. Cụ thể dây chuyền kim cương có giá khoảng 4 tỷ đồng, mắt kính và đồng hồ giác kim cương lấp lánh cũng được tính bằng tiền tỷ. Trong clip Khoa Phuc và Johnny Đặng hội ngộ tại New York, Mỹ, cả hai đã không ngại bóc giá set đồ kim cương mà ông Hoàng Kim Cương mang theo. Cụ thể dây chuyền kim cương có giá khoảng 4 tỷ đồng, mắt kính và đồng hồ giác kim cương lấp lánh cũng được tính bằng tiền tỷ.